Xin chào Lofi Xem Việt Nam, tôi là Dr. Chubby. Theo Chubby, để đạt được những điều kỳ vọng trong cuộc sống thì nó có nhiều yếu tố lắm. Nó có thể là do tài năng, do danh sắc, do may mắn, do hoàn cảnh nữa. Thú thật với các bạn đó là cho đến giờ phút này Chubby cảm thấy là hầu hết những kỳ vọng của Chubby đều chưa đạt được. Những ai mà từng gặp Chubby ở bên ngoài đời thì hầu hết ấn tượng của họ đối với Chubby đó là hơi nghèo và hơi bèo. Và thực sự là tài năng không có gì nổi bật, danh sắc không có gì nổi bật. Và đó có thể là một cái nỗi đau của Chubby trong một khoảng thời gian rất là dài. Và Chubby nghĩ rằng điều mà Chubby tự hào nhất đó là cái thời khắc mà Chubby nhận ra là bản thân mình không cần phải hoàn hảo để làm hài lòng người khác. Chỉ cần là chị em phụ nữ có ý chí, có nỗ lực và có can đảm vượt qua khó khăn thì sau này chị em sẽ thành công theo cái cách mà chị em mong muốn.